Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh admin audio. Kết thúc tập trước, chứng kiến Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn đã có thể nhìn ra được điểm mấu chốt của trận pháp. Không những thế lại còn đem toàn bộ chỗ đặc thù của trận pháp này nói ra, làm hồn thiên đại sư kinh ngạc không thôi. Và ngay sau đó, hắn liền lên tiếng hỏi xem Tần Trần có cách nào có thể đem trận pháp này phá vỡ được không. Tần Trần nghe vậy thì liền nói ra phương pháp của mình ngay, đó là đem chính đạo sát khí vây khốn lại để cho chúng không thể phát huy ra được lực lượng của bản thân sau đó thông qua chính đạo sát khí này để tìm đến điểm then chốt của trận pháp rồi tiến hành phá giải ở một bên nghe tần trần nói vậy làm mặt văn sơn không khỏi khiếp sợ và kinh ngạc mặc dù hắn không phải là trận pháp đại sư cũng không có hoàn toàn minh bạch mấy lời mà tần trần nói thế nhưng thông qua nét mặt của hồn thiên đại sư thì hắn có thể nhìn ra mấy lời mà tần trần vừa nói phải có đến tám chín phần mười là đúng còn về phía hồn thiên đại sư thì trong lòng hắn lúc này cũng là nổi lên sóng to gió lớn bởi vì phương pháp mà tần trần vừa nói ra cũng chính là phương pháp mà ngay từ ban đầu hắn đã nghĩ tới để phá trận pháp này. Nếu như là một trận pháp đại sư lâu năm nói ra phương pháp này, thì hắn còn thấy bình thường, thế nhưng Tần trần bất quá mới chỉ là võ đế sơ kỳ mà thôi, cười nhiên lại có thể nói ra được, chính vì thế làm trong lòng hồn thiên đại sư lúc này hiện ra vô tận sát ý. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt của hồn thiên đại sư lại không hiện ra bất kỳ biểu hiện nào, sau đó hắn liền lên tiếng hỏi Tần trần, xem làm như thế nào mới có thể đem chính đạo sát khí này vây khốn lại. Cười cười mấy tiếng, trên mặt tần trần hiện lên chút khó xử trả lời cái này tại hạ cũng chưa có cách làm chỉ có thể dựa theo hoàn cảnh hành sự mà thôi bất quá trước đó hồn thiên đại sư tự tin như vậy chắc hẳn đã có phương pháp khác cho nên chúng ta nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của hồn thiên đại để phá vỡ trận pháp này hồn thiên đại sư nghe vậy thì trong lòng cười nhạt không thôi trước hắn còn tưởng rằng hai người này tự tin như vậy hẳn là có thủ đoạn gì đây nguyên lai lại là phương pháp vụng về như vậy tức khắc trong lòng hắn liền buông lỏng xuống đối với hai người này cũng không có đề phòng như trước nữa rồi liền quay sang mặt văn sơn lên tiếng Lão tổ, nếu có hai người này trợ giúp, lão phu có thể nắm chắc, trong vòng nửa ngày có thể đem đại trận của Thiên Đế Sơn phá vỡ. Mạc Văn Sơn nghe vậy thì khẽ gật đầu một cái, sau đó liền quay sang Cơ Đức Uy nói, nếu đã như vậy, thì trước hết xin thỉnh Đức Uy huynh xuất thủ, đem cao thủ trong Thiên Đế Sơn dẫn dắt ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ tiến hành phá trận. Mà Cơ Đức Uy nghe xong cũng không nói nhiều lời, thân hình lóe lên một cái, đã thấy xuất hiện trên bầu trời của Thiên Đế Sơn rồi, sau đó, đại thủ lộ ra, hướng Thiên Đế Sơn bên dưới trực tiếp đánh xuống. Dưới một kích toàn lực của đỉnh phong võ đế, tất cả võ giả bên ngoài thiên đế sơn thân thể đều bị trấn cho nổ tung cho dù là võ đế sơ kỳ cũng không ngoại lệ đồng thời cùng cuộn quy tắc chi lực sau khi hạ xuống còn muốn dung nhập vào bên trong thiên đế sơn thế nhưng tại thời khắc mấu chốt một đạo lộng lẫy hào quang ở trong thiên đế sơn đột nhiên dâng lên theo đó có mấy tiếng rồng ngâm vang vọng nơi đây hiển nhiên là cửu long đế tuyệt trận đã được mở chỉ thấy chính đạo sát khí phút chốc phóng lên cao đem một kích của cơ đức uy ngăn cản lại về phía cơ đức uy thấy công kích của bản thân bị ngăn lại hắn lại tiếp tục cùng bạo xuất thủ vô tận quy tắc chi lực giống như mưa rào hướng đại trận bên dưới đánh xuống phản phất như không đem cửu long đế tuyệt trận này phá vỡ thì sẽ không bỏ qua vậy mà động tĩnh lớn như này tức khắc hấp dẫn bốn tên hậu kỳ võ đế trong thiên đế sơn chạy tới vừa đến nơi thấy người đang công kích đại trận là đỉnh phong võ đế tức khắc làm cho bốn người này sắc mặt đại biến nhưng với ưu thế sân nhà nên rất nhanh cả bốn người đã lấy lại được tinh thần rồi lớn tiếng quát người tới là ai dám đánh lén thiên đế sơn hãy mau xưng tên ra cơ đức uy nghe vậy thì làm ra bộ dáng cao cao tại thượng ánh mắt băng lãnh nhìn xuống bốn tên hậu kỳ võ đế bên dưới lên tiếng lão phu mạc văn sơn là ông tổ nhà họ mạc hiền viên đế quốc các ngươi dám giết đệ tử mạc gia của ta hôm nay ta nhất định bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu nếu có gan thì liền đi ra đây quyết một trận sinh tử trốn ở trong trận pháp như thế thì tính là gì chứ mà lúc này ở phía xa nghe thấy cơ đức uy giả danh mình như thế mạc văn sơn cũng không có nói gì thậm chí còn không đem chuyện này để ở trong lòng bởi vì mạc gia của hắn đã triệt để mất đi danh vọng mà lần này chính là cần đại lượng danh khí để lấy lại cho nên Cơ Đức Uy giả mạo như thế, coi như cũng là giúp mặt gia của hắn. Trong khi mặt Văn Sơn còn đang suy nghĩ về chuyện này, thì Cơ Đức Uy cũng không có lời thừa với bốn tên Hậu Kỳ võ đế kia, mà lại điên cuồng xuất thủ đánh lên đại trận, làm cho toàn bộ đại trận ù ù tiếng nổ, kịch liệt lay động. Mà bốn tên võ đế kia thấy vậy thì tức giận không thôi, cả bốn người đồng thời lao lên hướng Cơ Đức Uy đánh tới. Mặc dù đã có Cửu Long Đế tuyệt đại trận gia trì, thế nhưng bốn người cũng không có cách nào đem Cơ Đức Uy bắt lại được. Còn về phía Cơ Đức Uy, mặc dù một mình độc chiếm bốn người nhưng hắn vẫn không có rơi xuống hạ phong ngược lại còn lớn tiếng trào phúng nói đã được đại trận gia trì thế mà cường giả của thiên đế sơn cũng chỉ có thực lực như này thôi sao ta còn tưởng thánh địa của hiên viên đế quốc lợi hại thế nào thực ra cũng không hơn gì cái này lời này vừa ra làm cho sắc mặt của bốn tên hậu kỳ võ đế kia trong nháy mắt tái xanh trên mặt hiện rõ tức giận gầm lên một tiếng cả bốn người đồng thời thôi động cửu long đế tuyệt đại trận chỉ nghe thấy mấy tiếng vù vù vang lên đã thấy chính đạo sát khí đen kịt hóa thành cửu long từ trong đại trận lao ra hướng phía cơ đức uy đánh tới cũng đúng lúc này đang ẩn nấp tại nơi xa thấy sát trận của cửu long tuyệt đế trận đã được khởi động ánh mắt của mấy người tần trần lập tức động lại chăm chú nhìn hình thái xuất hiện của chính đạo sát khí kia đối với người thường mà nói thì chính đạo sát khí xuất hiện giống như không có quy luật thế nhưng đối với một tên đỉnh cấp trận đạo đại sư thì có thể thông qua quan sát điểm này mà có thể tìm ra được sơ hở của đại trận mà trong khi mấy người tần trần đang căng mắt ra để quan sát thì lúc này chính đạo sát khí kia cũng đã lao đến trước người cơ đức uy trong nháy mắt đã chui vào trong đầu của hắn làm cho hắn cảm thấy một trận mê muội, chớp lấy cơ hội đó, bốn tên hậu kỳ võ đế kia liền lao lên xuất thủ, chớp mắt công kích của bốn người này đã đánh lên trên người Cơ Đức Uy rồi. Bị trúng một kích này, Cơ Đức Uy trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra sau, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên trắng bạch. Cũng may là tại thời điểm bốn tên kia đánh tới, Cơ Đức Uy đã kịp thời tiến hành phòng ngự, không chỉ sợ hiện tại đã bị trọng thương rồi. Thế nhưng ngay khi vừa ổn định lại thân hình, thì Cơ Đức Uy đã thấy 10 đạo sát khí hóa thành giao long, mang theo lực lượng tương đương với một tên hậu kỳ võ đế hướng mình đánh tới mà theo sau đó là bốn tên hậu kỳ võ đế kia. Bởi vì vừa mới đột phá võ đế đỉnh phong không bao lâu, nên đối mặt với một đống công kích như thế này, khiến cơ đức uy vô cùng chật vật, liên tiếp bị đánh cho lui lại phía sau. Bị liên tiếp đánh lui như vậy, làm cơ đức uy tức giận gầm lên quát, đường đường là thiên đế sơn, cũng chỉ là một đám rùa đen, chỉ dựa vào trận pháp để công kích ta thôi sao, có gan thì liền xông ra cùng ta quyết một trận tử chiến, thôi động trận pháp như vậy thì có gì là hảo hán chứ. Lời này vừa dứt, thì một thanh âm lạnh như băng ở trong thiên đế sơn truyền ra quát, Ngươi cho rằng Thiên Đế Sơn ta thật sự không có người trị được ngươi sao?" Thanh âm này vừa vang lên, thì một đạo thân ảnh chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Cơ Đức Uy, một chưởng nhanh như chớp trực tiếp hướng hắn đánh tới. Mà lúc này, Cơ Đức Uy mới cảm nhận được có người ở phía sau mình đánh tới, tức khắc làm hắn cả kinh, vội vàng thôi động quy tắc chi lực bọc lại toàn thân, thế nhưng vẫn bị một kích này đánh cho bay ngược ra sau, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mà khí tức trên thân cũng theo đó mà suy yếu đi rất nhiều, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Một chưởng đánh bay Cơ Đức Uy, người kia cũng không có dừng lại, thân hình thoát một cái trực tiếp lao tới đấm ra một quyền về phía cơ đức uy chứng kiến người xuất thủ là một gã âm lãnh lão giả cơ đức uy hừ lạnh một tiếng quát lớn đường đường là thiên đế sơn sơn chủ vậy mà lại dùng thủ đoạn đánh lén như vậy đúng là tiểu nhân bị ổi mà mặc dù nói thế nhưng tại thời khắc nguy cấp này cơ đức uy cũng không dám chủ quan trong tay hắn liền xuất hiện một viên đan dược rồi một hơi liền đem viên đan dược này nuốt xuống bụng luôn tức khắc trên người hắn liền hiện lên một đoàn huyết quang lập lòe khí tức cũng theo đó mà trong nháy mắt tăng vọt lên ba thành ngay sau đó toàn lực ra tay đánh ra một quyền, ngăn cản lại một quyền kia của sơn chủ Thiên Đế Sơn. Sau một khắc, hai cổ lực lượng này liền va chạm với nhau, kinh người quy tắc phong bạo cùng cuộn quét ra xung quanh, bộc phát ra uy năng kinh người, mà cơ đức uy vốn đã thụ thương, lại lần thứ hai bay rớt ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc càng trở nên uể oải. Ổn định lại thân hình, trên mặt cơ đức uy hiện rõ hoảng sợ, lúc này hắn cũng không dám tiếp tục giao thủ nữa thân hình trực tiếp phóng lên cao lao ra khỏi phong tỏa của cửu long đế tuyệt trận rồi hướng bên ngoài thiên đế sơn cấp tốc lao đi ngay khi vừa ra đến bên ngoài cờ đức uy trực tiếp đem hư không xé ra một cái lỗ thủng thân hình thoát một cái liền tiến nhập vào bên trong hoảng hốt bỏ chạy chứng kiến đối phương xé rách hư không trốn đi như thế sơn chủ thiên đế sơn lớn tiếng quát lạnh ngươi nghĩ thiên đế sơn ta là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi dễ dàng như thế sao nếu như đã đến đây rồi thì lưu lại luôn đi nói dứt lời sơn chủ thiên đế sơn liền ngưng tụ lực lượng vào một quyền trực tiếp đánh tới mảnh hư không mà cơ đức uy vừa trốn mất kia tức khắc cả một vùng hư không trực tiếp nổ tung lên một cái lỗ thủng tràn đầy không gian loạn lưu cũng theo đó mà hiện ra mơ hồ có thể trông thấy có một đạo thân ảnh ở bên trong đang cấp tốc bỏ chạy một quyền vừa rồi cũng không thể lưu lại được đối phương sơn chủ thiên đế sơn quay đầu nhìn xuống bốn tên hậu kỳ võ đế bên dưới lên tiếng các ngươi ở lại đây trấn thủ đại trận không nên rời khỏi nửa bước ta đi lấy mạnh tên lão tổ mặt da kia sau đó sẽ trở về ngay nói dứt lời thân hình vị sơn chủ này lóe lên một cái nháy mắt đã biến mất trong hư không hướng phía cơ đức uy vừa mới bỏ chạy đuổi theo ngay khi vị sơn chủ này vừa rời đi thì đám người cơ gia và mặt gia lập tức lao tới trong chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời của thiên đế sơn rồi đứng trên bầu trời nhìn xuống bốn tên võ đế cự phách cùng với một đám võ giả khác của thiên đế sơn mạc văn sơn đắc ý cười to nói thật không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy cơ đức uy xuất thủ cư nhiên lại có thể đem sơn chủ của thiên đế sơn hấp dẫn ra ngoài hiện tại thiên đế sơn cũng không còn đỉnh phong võ đế nữa xem lần này làm sao có thể chống đỡ nổi về phía đám người của thiên đế sơn lúc này chứng kiến trên bầu trời có nhiều cường giả võ đế như vậy làm cho bọn họ có cảm giác hít thở không thông hơn nữa người vừa mở miệng lên tiếng khí tức vô cùng hùng hậu so với người khi trước đánh lén thiên đế sơn cũng không thua kém bao nhiêu hiển nhiên đây lại là một cái đỉnh phong võ đế nhận ra điều này bốn tên hậu kỳ võ đế kia lập tức truyền tin tức ra bên ngoài để thông tri cho sơn chủ ngay thế nhưng còn không đợi bọn hắn đem tin tức truyền ra thì đúng lúc đó một lão giả đột nhiên xuất hiện trong hư không chỉ thấy bàn tay hắn vung lên ước chừng 108 cây trận kỳ trong nháy mắt phóng ra xung quanh, đem vùng hư không này phong tỏa lại, ngăn không cho bất kỳ một tin tức nào có thể truyền được ra ngoài. Mà người xuất thủ lần này dĩ nhiên là Hồn Thiên Đại Sư. Nếu như đã thực hiện kế điều hổ ly sơn, thì làm sao hắn có thể để cho sơn chủ của Thiên Đế Sơn nhận được tin tức mà quay về được chứ? Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, liệu rằng trong khoảng thời gian sơn chủ Thiên Đế Sơn không có ở đây, đám võ giả của Mạc Gia và Cơ Gia có thể phá được trận pháp hồ sơn hay không? Thì hẹn gặp lại mọi người trong tập tới nhé!